Tu hành nhất định phải tu trong cuộc sống. Tu ở chỗ nào? Ngay ở trong cuộc sống hàng ngày mà tu. Bạn ở trong cuộc sống, ở trong công việc, trong việc đối người tiếp vật, luôn luôn giữ cho tâm địa của bạn thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Cái này gọi là tu hành. Có thể giữ gìn cho tâm địa thanh tịnh, theo người niệm Phật của chúng ta mà nói, đây chính là niệm Phật tam muội. Không phải là vậy, chúng ta mắt không thấy, tai không nghe, không phải vậy. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, chính là ở chỗ này mà tu hành, sửa chữa hành vi sai lầm của chúng ta. Chứ gì đồng tu nhất định phải biết, tu hành không chỉ ở trên kinh, tu hành nhất định phải tu trong cuộc sống. Chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, nhìn thấy sự việc vừa lòng hợp ý, sẽ hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ này khởi lên rồi, có tốt hay không? Không tốt. Tại vì sao vậy? Đã tạo nghiệp thiện rồi. Quả báo của nghiệp này là phước báo trời người. Nếu nhìn thấy việc không vừa ý của mình sẽ sanh phiền não, thì động cái tâm sân hận không được vui rồi. Vì này sai rồi. Cái ý niệm bất thiện này sẽ gây ra chuyện gì? Sẽ dẫn đến quả báo tam ác đạo. Sau này bạn mới hiểu được là chúng ta mỗi buổi sáng sớm, từ sáng sớm thức dậy đến buổi tối đi ngủ, trong khoảng thời gian này đã tạo ra bao nhiêu nghiệp. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, bạn nói xem là tạo bao nhiêu nghiệp đây. Sau đó chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi lìa bỏ thế gian này, ngày ngày cứ tích lũy, cái nghiệp này có bao nhiêu rồi? Tính không thể hết. Phật lại nói với chúng ta, mỗi người chúng ta vẫn còn có đời quá khứ. Đời quá khứ còn có đời quá khứ nữa. Quá khứ vô thủy. Từ vô thủy kiếp đến ngày nay, nghiệp mà chúng ta tích chứa. Trên kinh Đức Phật có một thí dụ, may mà cái nghiệp này nó không có hình dáng, không có hình tướng. Giả dụ nghiệp đã tạo, nếu mà nó có hình dáng, có hình tướng, Đức Phật nói tận hư không khắp pháp giới đều chứa không hết. Lời nói này là thật, tuyệt đối không có nói quá. Cho nên vô lượng kiếp đến đây, tội nghiệp mà chúng ta đã tạo ra là vô lượng vô biên. Những nghiệp nhân này chính là tập khí kết tập ở trong A Lại Gia Thức. Cái tập khí này có ba loại: có thiện nghiệp, có ác nghiệp, cũng có tịnh nghiệp. Cả ba loại đều có. Chứ gì đồng tu chúng ta đang ngồi đây, nếu như không phải trong đời quá khứ bạn đã tạo ra tịnh nghiệp và thiện nghiệp, thì bạn không thể ngồi ở đây mà nghe giảng kinh 2 giờ đồng hồ. Ngồi không được đâu. Nếu bạn không tin thì hãy tìm người đang đi trên đường, bạn mời họ đến đây nghe 2 giờ đồng hồ. Tôi tin rằng họ chỉ ngồi được 5 phút, họ sẽ chạy đi mất, ngồi không yên. Nguyên nhân này là gì vậy? Bên trong A Lại Gia Thức, hạt giống tịnh nghiệp quá ít, cho nên có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ như là ở trên kinh Phật thường tán thán. Thiện căn sâu vậy,
Vậy chúng ta biết được rất nhiều người đều có thiện căn. Chúng tôi trước khi chưa tiếp xúc với Phật Pháp cũng giống như những người thông thường này. Nếu như người ta đến tìm tôi, đến chùa để ngồi 2 giờ đồng hồ để nghe kinh, chúng tôi cũng ngồi không yên. Sau này tại làm sao bà ngồi được vậy? Tôi nghĩ mỗi vị đồng tu đều có cái kinh nghiệm này. Cái thiện căn này cần phải bồi dưỡng, cần phải huân tu. Nếu như không có bồi dưỡng, không có huân tu, chúng tôi cũng thấy được không ít người lần đầu tiên tiếp xúc với Phật Pháp, bạn bè giới thiệu cho họ đi nghe thử, ngồi xuống để nghe, họ nghe một cách rất hứng thú. Đây là người có thiện căn đặc biệt sâu dày. Nếu như họ không có ác duyên đến quấy nhiễu, trong một đời này của họ khẳng định là sẽ được thành tựu. Vì sao vậy? Thiện căn quá sâu dày rồi. Cho nên chúng ta biết được làm thế nào để giúp tất cả chúng sanh khơi gợi ra cái thiện căn yếu ớt của họ, làm cho thiện căn của họ tăng mạnh lên. Cái này là công đức vô lượng. Người có đầy đủ thiện căn sâu dày, chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh khổ nạn của thế gian này. Chúng sanh khổ nạn chiếm đa số. Người có thiện căn tăng trưởng thì chiếm số ít. Trong quá khứ, khi tôi ở trên giảng đài, tôi dùng thí dụ để nói rõ cái hiện tượng này. Đặc biệt là cái xã hội hiện tại này của chúng ta ở trên quả địa cầu này, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm cho hình thái ý thức, cách thức sống của chúng ta có thể nói đã làm thay đổi 180 độ rồi. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền ngày nay có thể mở rộng hay không? Nếu như dùng những phương pháp của các đại đức ngày xưa một mực không thay đổi mở rộng trong cái xã hội hiện nay thì khẳng định là làm không được, không có người đồng ý chịu tiếp nhận. Vậy thì phải làm cách nào? Nhất định phải thông qua cách thức hiện đại hóa, làm cho con người ngày nay cảm nhận được sự ưa thích, âm thầm thay đổi mới có thể nhận được kết quả. Điều này nhất định là khó độ. Cho nên nhất định phải có trí huệ thật là cao, phải có thiện xảo phương tiện cao độ. Chúng ta mới có thể giúp được người khác. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.